thể nào mà chia đôi. Mẹ anh thấy anh thương thầm em nên mời bác luôn đi ba đàn châu, mang tiền qua thăm nhà em cho hai bác thấy đôi ta bằng nhau. Mẹ anh nói nếu có con dâu thì ghi tên luôn vô số hồng hồng. Sao giờ anh còn hoài lóng bóng là sao? Là vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiếc ngỏ lời, hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ đăng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Cân vàng đồng tiền nó cực lắm, nếu trong túi anh không có tiền.